9:39 là nhớ, đã nhớ. Nếu mà những cái đứa lượn lờ xung quanh em nó cầm súng thì em nhớ bấm. Còn nó không cầm súng thì thôi, mà chỉ nghĩ là bọn nó sẽ cầm bọn thằng hai thằng cao bồi ấy. Ưu tiên bắt hai thằng cao bồi, không bắt được thì cầm dùng Excelsior để xách người luôn được. Ok. Excelsior cao tới được cao tới dây mà. Ok, à bác sĩ Iceman hình như vẫn không bị kéo đúng không? Không bị kéo dây. Không bị kéo dây, nó counter tất cả, à đó, nó miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng bất lợi. giữa cầu. Em ở lạp xiếc, rồi em đi bộ ra giữa cầu. Ga 4 chứ. Đấy, đúng rồi. Muốn người à? Không có ai nhỉ? Vãi. Ở bên cầu bên kia có. Đây, con Kumanto. Đúng rồi, đi nó. Hai người. Ơi, đầu trận khá liên kết lắm gì. Được hai lần rồi. Được. Nó dùng không có cooldown mà. Hai em. Hai. Treo. Treo về máy. Ngôi nhà hai tầng dưới luôn. Đóng. Ba đứa nhà hai tầng. Lên tầng. Còn nó ở dưới, nó leo cửa sổ. Có bên này mà. Ok. Ghê. Thấy. Terosok. Bạn không Terosok được đúng không? Ô, em nhớ con đấy không bị Terosok mà nhỉ? Nó dùng gậy Terosok. À, dùng gậy hả? Có người vào cứu này. Cao bồi. Canh tero, từ từ. Em phải canh tero chứ. Đấy em đợi nó, tại vì mình đang kèo trên mà. Em đợi chỉ hồi đòn xong là mình lời rồi. Rồi, anh ấy đã đi rồi. Cao bồi. Kệ nó, có chị đây làm gì nhở? Ô, cầm bồi. Ghê. Cái máy giữa map, à cái máy giữa nhà rung quay vào nhá. Từ từ anh, để nó bách về. Rồi không bách. Ủa, em chỉ bảo em cam ghế kia mà em không cam hả? Mất rồi hả? Em không có dù. Ok thôi. Ga 2 cao bồi đang giải máy này. Xin ở đâu vậy trời? Đi đông vãi. Ghế em ơi, ghế. Đông thế. Ố,
còn đứa nào cứu đấy nữa. Thật sự luôn á. Ờ, chủ tế. Bắt ạng được, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Ghê mất ghê, bên gầm rồi. Em ơi, ghê. Em ơi. Ok. Nghe lẹ đi. Thì đâu có tác dụng. Nó còn ném cái bình băng ra cho chị trơn trượt nữa. Nhưng mà sách bóng thì làm gì có tác dụng. Đúng rồi. Phí. Thằng à, xong được cái mẹ đây. Này ghê chủ tế em ơi. Có người cứu này. Không, có bồi. Thả vào. Từ từ, thả vào từ từ rồi. Canh tẹt rô, em phải canh tẹt rô. Rồi, mát cái vòng phản cảm. Luật sư rồi. Các bồi em ơi. Em ơi ghê. Ơ à, ủa. Em ơi ghê. Ok. Luật sư lên ghế lần cuối đúng không? Lần hai thôi. Ủa. Nice, không kịp rồi. Em thấy luật sư rồi nhá. Đây, cả luật sư cả tư nhân bên này. Bên nào? Bên đi chỉ tí thằng cao bồi bên này. Đó đi tàu qua ga ba thì ơi. Okay, rồi chị lên tàu. Rồi ok mày chết. Em bung dù sang ga 4 đi, ga 4 có người. Em đuổi nốt thằng ở ga 4. Đuổi đi. Đào vàng. Ôi chết, dí nhầm thằng luật sư rồi. Xong cổng mất tiêu rồi, chết rồi. Chém nhầm thằng luật sư, thằng luật sư lại không bị tero chứ. Chị chém nhầm thằng luật sư ạ. Chị phải chém thằng Luca, chỉ để chém nhầm vào thằng luật sư nó không bị tero á. Hiểu không? Hiểu. Đó, thế là cuối cùng nó chạy được rồi. Nhưng mà vậy? Thắng rồi. Bắt nốt đào vàng đi là thắng rồi. Ôi, bên này mình còn dấu tay này. Dấu tay ở đâu? Ở bên em. Dí đi. Ở ghế kìa, ở ghế. Bác cứu rồi, em thấy rồi. Bắt lại được không? Hầm chưa có mở đâu, bắt lại đi. Ok. Có hết mắt đỏ rồi này. À, thấy đau vàng rồi. Để bên
bên chị có ai không? Có, bên chị có người. Em qua, em qua. Có thằng Madison. Ngâm bóng rồi. Ngâm bóng ở cổng rồi. Chị không có cái gì bắt lại nó cả. Hai bên ghế chị cũng không thấy đâu nè. Coi. Ủa, con người của em ở đâu? Còn một con thằng đầu vàng của em đâu? Ê, thì đầu vàng đã bắn vào cổng rồi. Vàng đâu? Rồi thằng. Hay. Quá hay. Lại còn ném cái cục đấy nữa thì ai mà xách được? Hả? Thằng Magician mà nó cứ có bóng ấy, có bóng không xử lý được, không làm gì được hết, nó đâm bóng phát ra cổng luôn mà. Em nghe tiếng tai ở trong nhà hai tầng mấy tiếng mãi không thấy.